Mà lên cho anh em một giả lập hoàn toàn mới. Chào toàn thể anh em trên giang hồ nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một giả lập hoàn toàn mới. Đầu tiên chúng ta vào Google Chrome. Sau đó mọi người gõ cái này cho tôi. Đó chính là giả lập Wakuo-o-o. Wakuo-o-o hỗ trợ toàn bộ game Android thịnh hành, tương thích hoàn hảo thiết bị Windows, nền tảng chơi game mượt mà, hỗ trợ lên trình chiếu màn hình PC. Wakuo mini chat ở cái này khỏi. Bấm vào tải game này, bấm vào đan này, tải về này. Trời ơi, tải về cài đặt này. Trời ơi, cài đặt thử cái này đây này. Xong nó chọn ổ đĩa nào, bấm enter này. Xong rồi đợi nó chạy này, hơi lâu đấy. 100% này, star này. Đấy, mọi người làm theo y chang mình nha. Thì nó sẽ cài đặt được chắc chắn 100%. Nó chỉ vào cài đặt này, nhưng mà chúng ta đâu có sẵn tiếng Việt rồi. Có vẻ như giả đập này khá nhẹ anh em ơi. Tôi nhìn thấy khá là nhẹ đấy. Chúng ta phải tải game vào. Game đầu tiên đó chính là Free Fire 5 tuổi nè, đang khởi động trình điều khiển. Có vẻ như là đây là một con game rất là đơn giản. Không có chỗ setting phím hay là setting cài đặt gì hết, mà nó chỉ là một cái trình rất là nhẹ hều thôi. Đúng không? Có nhẹ không? Rất là nhẹ đó. Đây, trời ơi, cái này nó giống như con game lúc rồi. Game lúc hả? Hay là Note? Giờ tôi sẽ đăng nhập vào cái trình này. Cái trình này thì nó mới thiết lập được nhiều cái. Cái này đăng nhập này Gmail của mọi người nha. Như những lần tôi đã hướng dẫn thì lần này chúng ta sẽ lên Free Fire này. Đăng nhập xong thì tải Free Fire này. Tải Free Fire thường nơi Free Fire mất lắc lắm nha. Trong lúc ngồi đợi tôi sẽ đi khám phá đó. Cài đặt giao diện. Ôi sao giống game lúc vậy? Game lúc hay là Note ta? Cài đặt FPS 120 luôn. Thông tin đây. Đây là nơi show setting. Đấy. Đầu tiên mọi người bật 120fps tất nhiên rồi. Lưu cài đặt khởi động lại luôn. Sau đó chúng ta vào game lại này. Khởi động xong vào game. Ta đến với giả lập Waku. Giờ không còn đăng nhập bằng tài khoản Google. Tôi không biết lấy cái gì đăng nhập đâu. Mà không hiện được file, không hiện được FPS ha. À đăng nhập Google đây rồi. Ok. Có vẻ như tôi đã đến với Free Fire trong huyền thoại đấy rồi. Đồ họa để độ phân giải cao luôn. FPS cao thì chúng ta mới chơi được chứ. Ui nhảy tạm thời chưa tính tới. Chúng ta vào nơi đầu tiên. Huấn luyện. Ok. Waku. Cái nút này tôi sẽ hướng dẫn mọi người. Cái nút này là nút ấn chuột nè. Mọi người chỉnh lên F1 cho rồi. Đấy. Lâu cài đặt. Đấy mọi người bảo F1 là nó ấn đi. Oh, ghê gớm đấy. Có vẻ khá là mượt. Nhưng có bắn được hay không? Mượt nhưng bắn được hay không mới là quan trọng. Đồ nhảy nó cứ chuột nó bị cài giật làm nhìn như bị lắc á. Chứ thật ra mượt mà. Này. Nếu mà không dùng cái đó thì nó mượt. Mượt lắm. À chuột đây, tốc độ chuột đây. 50 ngay. Giống như những cái giả lập khác thì phần về chuột nó khá là cùi mía, mà dù game khá là mượt ha. Nó cứ bị kiểu cài giật. Nói thật thì mấy cái con giả lập này hầu như nó rất là mía về cái phần chuột. Thì mà cái game này thì quan trọng nhất là về phần độ nhạy mà. Theo trải nghiệm của tôi thì giả lập này khá là mượt. Mọi người tôi nghĩ phần đồ nhảy này mọi người cần phải lên đâu? Lên YouTube và tìm với cái tựa đề là Waku Sensitivity. Mày tuổi gì? Oai. Ta được mục tiêu hay rồi. Mày tuổi gì? Oai! Gọi là sao luôn? Cả thế quá. Nói chung là chia sẻ cho anh em một con giả lập khá là mượt nhưng độ nhảy khá là ngu. Đấy mọi người có thể thấy nó khá là nét luôn. Tại vì tôi quay bằng 720 thôi chứ thật sự nó rất là nét luôn. Tôi nghĩ mọi người nên lên trên mạng. Mọi người lên YouTube đây. Đấy. Mọi người gõ cho tôi quả là Waku OO Fix. Đấy, CVT. Đấy. Còn dạy các cái clip dưới đây. Mọi người có thể đi tìm. Không mấy mọi người đi setting. Đấy, setting. Free Fire. Sao tập clip Việt Nam vậy? Thì thôi mọi người xem clip này cho vui thôi chứ cái giả lập này như xịt.